Xin được kính chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ít ai mà ngờ rằng năm 2021 là một năm không biết bao nhiêu biến động xảy ra với những gia chủ tuổi Dần. Họ có cuộc sống khá vất vả và gian truân. Bước sang năm 2022 Nhâm Dần thì ai cũng nói con giáp này phạm thái tuế nên vận trình sẽ bị ảnh hưởng, mất tiền mất của, bị tiểu nhân hãm hại. Nhưng mà giới tiên tri học cho biết thì những gia chủ tuổi Dần trong năm 2022 âm lịch, ngay từ đầu năm đã có những khởi sắc về sự nghiệp, tài lộc và thành công. Họ là một trong những con giáp dám thách thức số phận để tạo ra những bước ngoặt đột phá trong cuộc đời của mình. Thành công và may mắn của họ trong tháng năm âm lịch đầu năm sẽ khiến cho những con giáp khác phải ganh tị, nhưng mà cũng không kém phần kính nể. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi về vận mệnh của những gia chủ tuổi Dần trong tháng năm âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Dần trong tháng năm âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Dần sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được nâng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng khá vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này cục diện bán tam hợp tác động nên gia chủ tuổi Dần sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế và đặc biệt đó là vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, theo dõi tử vi tháng 5 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Dần không gì phải lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi Dần nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ mang thai cũng nên chú ý. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn. Các quý vị gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Dần. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được nhiều người khác giới mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính của bạn.
các cặp đôi cũng có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó khiến hai bạn quyết định nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị về chung một nhà. Người độc thân có thể tìm thấy một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tử vi của tuổi Dần trong tháng 5 âm lịch năm 2022, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Vấn đề sức khỏe, người tuổi Nhâm Dần tháng này cần lưu tâm để ý, đành rằng ở tuổi này sẽ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động thể thao phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng, luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải đó là dù nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, luyện tập đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý và luôn giữ tâm thế lạc quan tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Trong tháng này, người tuổi Dần sinh năm 1986 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng và nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện khó khăn, bản mệnh hãy chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao và có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, về sự nghiệp cơ bản đã ổn định. Tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần chú ý chăm chỉ, ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như con cái để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Giáp Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuổi Thợ. Đối với người tuổi Dần trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch
ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại hoặc liên hệ tới số hotline của chương trình để được trợ lý của chúng tôi hỗ trợ. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Dần trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.